xin chào cả nhà yêu. Thì hôm nay em mới sẽ quay cho mọi người xem một lô hàng đai châu của công ty em vừa về khi sáng nha. Thì mọi người có thể thấy cái lô này là lô cây đỏ sắc pháo. Đấy, hôm nay về rất là nhiều lô đẹp cả nhà. Đây là lô đỏ sắc pháo, anh chị có thể thấy nè. Cái loại này là cái loại lớn. Loại lớn này tầm khoảng 8 đến 9 cặp lá cho một cây. Đấy, rất là đẹp. Em sẽ dơ sát cho cả nhà xem nè. Bạn lấy mít nha cả nhà, bạn lấy mít. Em quay tầm buổi chiều này. Buổi chiều này thì nói chung là khi sáng đã bán hết rồi, còn sót lại những cây ngoài vườn thôi. Sót lại một số lượng ít thôi. Đấy, rồi tiếp theo sẽ là một lô màu vàng. Thì cái loại vàng ngọc điểm vàng này ấy 3-4 năm nay rồi mới về cả nhà. Thật tình là bên em rất là bán chạy cái lô hàng này luôn. Anh chị mình rất là mua nhiều. Tại vì có cái màu này, cái màu mới. Mọi người sưu tầm sáng nay rất là nhiều. Còn cũng vài chậu. Màu vàng là màu vàng tươi nha cả nhà. Lô này thì chuẩn là tầm 80%. Mỗi chậu của nó là 2 thân. Mỗi chậu của nó là 2 thân nữa nha. Để em ấy lấy ra cho mình xem một cái chậu. Chậu này là chậu trung bình nè. Đó, chậu này là chậu trung bình nha em. Thì chậu này nằm giá là 650 cho 2 thân. Và hàng này là hàng lá xếp nha cả nhà. Màu vàng này nó chỉ like được là hàng lá xếp thôi. Một ví dụ như anh chị mình hay mua màu trắng, màu hồng sen rồi đó, là có mix nhưng mà người ta like được cái màu vàng. Đây là chỉ có màu, được có màu lá của nó là lá xếp thôi nha. Rất là đẹp. Ra hoa là thơm mất ngay luôn chị ơi. Rồi cái lô này lô màu vàng. Đấy, rồi tiếp theo em sẽ quay cho mình xem một lô đai châu nữa là màu màu trắng nè. Đây là lô đai châu màu trắng nè. Đấy, đẹp chưa cả nhà ơi, trời ơi, quá đẹp luôn. Lô này là lô màu trắng nha cả nhà nha. Màu trắng thì em có chậu đơn thôi, và lá của nó là lá mít. Đấy, lá của nó là lá mít nha. Chậu như vậy bên em đang bán giá là 380k cho một chậu. Rất đẹp luôn. Tầm khoảng 5 đến 6 cặp lá và Tết này sẽ cho ra hoa. Và lô tiếp theo là lô đỏ sắc pháo nha cả nhà. Lô tiếp theo là lô đỏ sắc pháo. Thì cái lô này là lá của nó là mít xếp nhưng mà cây nó nhỏ. Mới nhỏ mà đã mít xếp đẹp rồi anh chị. Chị thấy không ạ? Đẹp lắm. Giá thành cũng rẻ thôi cả nhà. Anh chị mình nếu mà muốn đặt hàng á, thì có thể liên hệ qua số điện thoại bên vườn em ý là 0359507799 nha. Kênh YouTube em đang chia sẻ cho cả nhà mình có tên là Thích Trồng Lan. Em ấy sẽ live stream trực tiếp cho cả nhà mình vào lúc 9 giờ sáng nha cả nhà. Lâu giờ là chỉ live stream bán hàng thôi đúng không? Bữa nay là mới cho mọi người xem cái vườn. Hôm nay là em ấy sẽ chỉ cho xem cho mọi người xem là một góc nhỏ tại vườn thôi. Một góc nhỏ tại vườn thôi nha. Tiếp nha cả nhà, đi là bây giờ đi xuống khu vực đai châu khủng nè. Ui, hơi bị lắc tay. Mọi người có xem rõ không? Anh chị mình nếu mà em mới tập quay video thôi, cả nhà mình mà xem không rõ thì mình có thể để lại comment bình luận ở dưới nha. Để lần sau em sẽ quay video chất lượng tốt hơn cho cả nhà mình nè. Đây là lô đai châu khủng nè. Có giá tầm khoảng 2 triệu mấy trở lên thôi. Sáng mai
mai là ngày 6 tháng 6. Đó, ngày 6 tháng 6 nha cả nhà. Là em sẽ lên những cái đơn ca trâu khủng như vậy. Đấy, đây là một con đa trâu. Màu này là màu, em nghĩ là màu trắng ấy. Màu trắng rất là nhiều cặp lá đẹp luôn. Siêu đẹp nha cả nhà nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Ngày mai thì mọi người có thể đón xem livestream vào lúc 9 giờ sáng. Em sẽ lên những mặt hàng như thế này. Rất là nhiều hàng đẹp luôn. Đấy. Rồi, cách đặt hàng của anh chị mình là mọi người có thể liên hệ lại tới số điện thoại là 0359507799 hoặc là lên kênh YouTube Thích Trồng Lan, mọi người sẽ được chốt online nha. Bên em sẽ ship code cho cả nhà mình nè. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ.